Truyện ngắn Giao thừa của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đã thấy hoa vàng lè xòe, đã thấy những trái dưa hấu bóng mẩy, thẩm xanh chất tầng tầng trên chợ. Thế là Tết thật rồi. Tết cứ làm người ta nao lên, nôn nóng, ngóng chờ, rồi lại nuối tiếc cho tuổi xuân qua. Chợ Tết chạy dọc theo các vỉa hè quanh ngã năm, bán toàn dưa với hoa. Vô tình chỗ đậm bán đối diện với khu nhà đẹp nhất, cao nhất và sầm uất nhất thị xã. Sau lưng, cách một lớp chì gai hoặc quèo là một bãi cát trống, cỏ xanh theo gió chạy líu ríu từng triền mãi miết. Cánh bán dưa ra chợ từ 20 tháng chạp, chở từ sáng tới khuya, hệt hội. Lúc nghỉ mệt, tay chống hông ngó qua ngôi nhà cao, những bảng hiệu sặc sỡ, đèn đủ thứ màu, sang quá. Người ta đợi Tết để trang hoàng cho thật đẹp, mà càng đẹp thì cánh bán dưa trong ruộng ra càng buồn. Biết chừng nào mình xây được cái nhà cỡ đó hen. Bán dưa làm ruộng cỡ 40 năm, giỡn hoài, cỡ đó thì xuống lỗ rồi còn gì. Chỗ đậm ngồi dưới tán cây còng bị tỉa nhánh, chỏng chơ như bàn tay cục. Bên trái là vạt bông của ông chính từ miệt Sa Đéc xuống. Và chỉ đậm là ngồi bán một mình, chứ người ta chồng vợ đùm đề, son nồi lũ khủ. Ngày đầu cô chất dưa chưa khéo, dưa cứ ỉ mình tròn, lăn lông lóc ra đường. Dưa lăn người hì hục đuổi theo, xe cộ giáp Tết đông nghẹt, người ta cười, người ta cằn nhằn. Tuổi cực trào lên như người ta nhận cái thùng vô luôn nước đầy. Đậm lầm lũi, khóc nghẹn. Đậm 29 tuổi, hơi đen trên khuôn mặt lam lũ còn sót lại chút duyên ngầm. Chưa thấy chanh chua như đã từng quen chợ. Lúc chở dưa ra, có anh chàng trẻ tuổi cao lỏng khỏng, nước da đen lùi. Lúc cười chỉ thấy hơi hới hàm răng, chạy tới làm giúp. Kéo tấm ni lông che nắng, chặt mấy cây chuối đem ra bao lại cho dưa khỏi lăn. Anh chàng cũng giúp. Đậm nằng nặc bảo thôi đi, anh chàng cãi cố, tôi tiếp cho, có sao đâu. Quần anh chàng lấm nhớp, tóc bù xù đỏ quạch như rễ vú sữa. Già chính bán bông thắc mắc, con gái ơi, bác thấy thằng đó hiền khô hà, ai vậy? Đậm bảo, tên Quý chạy xe lam ở xóm thôi bác à. Chà, giỏi tốt thiệt, làm hăng vậy tính kiếm tiền để cưới vợ hả? Anh chàng nghe lóm cười chéo mắt, có ai đâu mà cưới bác. Ông chính cười khà khà, vuốt chòm râu cục ngủng. Cái nắng xuân kỳ lạ, không gay gắt đỏ, không nhàn nhạt như nắng chiều hè, mà vàng thấm thiết như màu bông sao nhái. Bất lồng lộng lẫy qua từng ngọn cỏ sau chợ, mang theo mù mịt cát. Mặt mũi đầu tóc đậm lúc nào cũng nhan nhám như hột me rang cát. Người ta quần là áo lược kình kình chạy qua, mà chợ dưa với hoa vẫn chưa sôi động. Năm nay dưa trúng mùa, cả núi vầy ăn chừng nào cho hết. Người ta nán đợi tới ngày rước ông bà, lúc đó coi dưa có rẻ hơn bây giờ không. Những người bán ngồi chéo queo buồn teo. Bông dạng thọ, bông cúc trái nết nở bung từng khóm, lái bông than như bọng, năm nay chắc thua rồi. Đậm bắt trước cánh lá dưa xóm Vàm Sáng, đi chợ mua sắp liễn, dán dưa cho bắt mắt khách, tiện thể mua cho bé Lý bộ đồ, mứt gừng mứt dừa ở nhà má làm rồi, để coi mua gì thêm. Má thì thích bánh ngọt, con út thích cắn hộp dưa, Đậm mua mỗi thứ vài trăm gram. Về khui ra thấy bộ đồ bé Lý hơi lớn, nhưng không sao, lớn thì mặc tới năm sau. Già chính hỏi, đồ ai mà bê ôm ấp vậy? Đậm bảo của con gái con. Hỏi thêm một chút về ba của đứa nhỏ, Đậm cúi mặt thưa, không có. Nghĩa là không có, ông chính không phân tới nữa. Ông già rồi lăn lộn trên cuộc đời, ông biết chắc có chi lầm lỡ. Con lầm lỡ tới mức phải bỏ nhà đi luôn đó bác chính à. Tới lúc ba con buồn rồi chết, má con mới rước con về. Bây giờ có cực khổ thế nào con cũng ráng chịu, miễn sao năm tháng cuối đời má con vui, mà chắc bù bấy nhiêu cũng không đủ. Sau này Đậm mở lời,
giọng đậm khao khai. Cô thấy mình giống như cỏ ven đường, người ta đi qua đạp, đi lại đạp, vẫn ngôi lên sóng, sóng cỗi cằn. Những mùa lam lũ, những mùa cực nhọc, một mình chống chọi, đàn ông con trai coi được một chút tới lòng vòng ở ngoài đã nghe thiên hạ rần lên. Thứ gái hư đó đâm đầu vô làm gì? Ai mà muốn, chỉ tại còn nhỏ, thấy gió yêu gió, thấy hoa yêu hoa, đam mê bồng bột. Nghĩ mình học chưa tới đâu, nhưng mà học những bài học bự nhất, đắt nhất. Đếm đi đếm lại chỉ còn quý. Khi biết được còn mỗi quý thì đậm đã sắp 30. Nhà quý ở lung giữa, quý gửi xe sân nhà cô, làm một vài chuyện nhỏ như chở đậm đi chợ không lấy tiền, tiếp đậm cất cái nhà củi, thì cho là có qua có lại đi. Nhưng ánh mắt quý ngày càng nồng nàn trói buộc, bắt đậm phải dây dứt giữa nỗi khát khao và tủi hổ. Quý trai tơ chưa vợ, lại nhỏ hơn đậm gần 4 tuổi, nhưng quý tốt quá, rất tốt. Má quý già rồi, than với đậm hoài, có một mối trong nhà phú ngọn, coi được lắm. Vậy mà biểu thằng quý cưới vợ mà nó không nghe, làm như nó còn chờ ai đâu. Thời gian bị người ta chở kiểu kịch đi, khiếp, mới đó đã 29 Tết. Bánh mứt dưa hành, quần mới, áo mới như nước tràn trên phố. Đây là một thời điểm rộn rịp nhất, phơi phới nhất trong năm. Tết này không có 30, 29 rồi tới mùng 1. Như người ta bước hụt, thấy thiếu một ngày. Những khóm vàng hoa của ông chính nở sớm từ 24-25 đã ngã màu vàng sậm. 4 giờ sáng, ông đi qua bên kia đường gánh nước về tưới than. Thời tiết năm nay kỳ cục quá. Ông vấn nước thuốc, phà khói bảo: con biết không, nghề bán bông Tết cũng như bán lồng đèn trung thu, qua rằm tháng 8 có cho người ta cũng không thèm lấy. Buôn bán kiểu vậy như con gái có thì, qua rồi khó lắm. Ông nói đến đây, thấy đậm ngẩng đầu ngó sao muộn, ông thôi không nói nữa. Đậm nhớ con gái quá, nghe quý đem đồ về lại đem tin ra bảo, bộ đồ bé Lý mặc vừa lắm, nó đòi ra với đậm. Buôn bán như vậy cực quá, chở nó ra đây tội nghiệp. Rồi quý bảo mới bông mồng gà đậm gieo sao mà khéo quá, bông đỏ bông vàng chỗ ngay Tết. Đó là lúc chờ sáng, còn rỗi rãi xẻ dưa mời nhau. Chứ ngày 29 là một ngày tất bật, nói theo dân đá banh là thắng với thua. Người mua xúm xa xúm xích, mới một buổi đã lử lã. Đậm một mình phải coi trước coi sau, tưởng dưa hấu đắp đập ngăn xong, vậy mà đắp vơi đi quá nữa. Nhưng chắc phải đợi cho tới giao thừa, người ta chờ tới đó sẽ rẻ nữa. Chạy xong mấy chuyến xe buổi sáng, chiều quý lại giúp. Từ bến xe Lam lại đằng chợ chừng 100 mét, quý kêu: có ai mua nhiều, đậm hứa đi, tôi chở tới nhà cho. Đậm thấy vui, phần thì bớt lo dưa ế, phần thấy nao nao trong lòng. Cái không khí đẹp thế này, ấm thế này, không vui sao được. Quý hỏi: nhà đậm có gói bánh tét không? Đậm hỏi lại: có mà chi? Tôi cho, má tôi gói nhiều lắm. Quý mặc áo đứt mất tiêu cái nút trên, lồ lộ ra mãn ngực rát nắng. Trong đậm dậy lên một cái gì đó rưng rức khó tả. Chỉ mong nếp đầu vào đó để quên nhọc nhằn, để quên nỗi cô độc lùi lũi trong đời. Lúc ngẩng lên được đã năm mới mất rồi. Nghe được tiếng trống giao thừa vọng về từ trung tâm thị xã. Ở đó có một lễ hội thật tưng bừng. Ông chính đốt sáo nén nhang, chia cho đậm nửa biểu: con cúng giao thừa đi, cầu an, sức khỏe, cầu năm tới giàu hơn năm nay. Mùi nhang thơm trong gió sực lên mũi đậm một nỗi nhớ nhà. Dù đây về đấy chưa tới một tiếng đi xe ở chợ, người muốn về trước giao thừa thì đã bán thóc tháo để về. Những người còn lại cũng cố dọn dẹp làm sao mùng 1 có mặt ở nhà, pha bình trà cúng tổ tiên. Ông chính đứng chỉ huy cho con trai ông bưng 10 chậu hoa còn lại lên xe hàng quyến luyến. Hồi nãy con tặng bác dưa ăn, giờ bác tặng lại cho con với cậu nhỏ 2 chậu cúc đại đoá này. Năm tới bác có xuống không biết được ngồi gần cháu như vậy không. Cha, đây về Sa Đéc chắc phải nhâm nhi dài dài cho đỡ buồn quá. Dạ, bác về mạnh giỏi, ăn Tết cho thiệt vui. Đậm vén tóc cười, thấy thương ông quá. Ông chính leo lên xe còn quát quý lại nói thì thào:
Ê cậu nhỏ, tôi nói cậu nghe, ông bà mình có câu: ra đường thấy cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy cũ người mới tha. Mạnh dạn lên, cậu thương con gái người ta mà cà lơ phất phơ thấy rầu quá. Cháu đậm thấy vậy mà như trái dưa xanh vỏ đỏ lòng. Nói rồi xe giọt đi, mấy người nữa lên xe vỗ vào thùng xe thùm thùm như gửi lại lời chào tạm biệt. Khói xe xoắn ra từng ngọn tròn tròn như con cuối. Đậm lui cui quét dọn chỗ của mình hỏi: ông chính nói gì vậy? Đâu có gì, Quý cười bối rối. Về ngang, chạy xe chất đồ trở về, biểu Quý đứng chờ mà không nghe. Vì tôi mà ngày nay Quý bỏ mấy mối xe uổng quá. Đâu có gì, còn 31 trái dưa, tôi tặng Quý chục trái ăn dài dài. Quý cười: nhà tôi đơn chiếc có mấy người đâu, ăn gì nhiều vậy. Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy về phía đại lộ. Lễ hội giao thừa vẫn chưa tan, chưa muốn tan. Người ta vẫn muốn cùng nhau đi hết Tết này. Một vài anh bạn trẻ chạy xe qua gọi Đậm: nhanh lên chế ơi, trễ rồi, Tết đâu có đợi. Lúc Đậm lên xe thì đã qua lâu giao thừa. Đậm ngồi đằng trước ngang với Quý. Xe ra khỏi thị xã, con đường nhỏ lại vắng hoe. Đậm ngoái lại nơi cô từng nếm sương, nếm nắng và nghe gió. Những đoá hoa cúc sau sàn xe rung rinh những sắc màu rực rỡ. Quý bảo: Đậm biết cúc đẹp gì không? Đậm lắc đầu. Quý cười: lòng chung thủy, dịp bất ly chi, hoa bất ly đài. Ai nói với Quý vậy? Bác Chính: năm tới tôi trồng cúc đi bán với Đậm nghe. Đậm muốn cười, rất muốn cười mà sao nghẹn lại. Làm sao vượt qua những trở ngại trong lòng người. Hai bên đường rập rờn hoa dại, những đống rơm còn nghi ngút khói. Bọn trẻ cơi lên khoe áo mới rồi mỏi mòn đi ngủ. Quý cho xe chạy thật chậm, nghe gió thổi qua lỗ tai lạnh quánh. Lạnh như khoảng chiếu nửa đêm Quý chạm tay vào, tượng lên một nỗi nhớ rờn rờn lúc mờ lúc tỏ. Những nỗi nhớ phất phơ mái tóc một người, đôi mắt một người, dáng dấp một người. Đến tỉnh dậy vẫn còn bồng bềnh như khói. Quý nhìn Đậm, ánh nhìn rất lạ. Anh không biết vì một nỗi gì mà tới bây giờ anh vẫn chưa nói lời thương với người ta. Anh không ngại đứa con, anh không ngại chuyện lỡ lầm xưa cũ, tuổi tác cũng không thèm nghĩ đến. Cô luống cuống khi thấy chiếc xe chạy chậm dần. Tết này nữa, Quý bao nhiêu tuổi rồi hả? Quý im lặng, dừng xe hẳn. Lúc này anh thấy cần nắm lấy bàn tay lạnh tái của Đậm, rất cần. Khi ấy giao thừa đã đi qua lâu, lâu lắm rồi, nhưng rõ ràng vẫn chưa hết Tết. Mai là mùng 1.